Once I looked up at the stars. I was a guardian. I stood against the darkness. My eyes saw hope and a future full of light. Six of you went down into the pit. You sought revenge for those I lost. You slew a god, Crota. With his last breath, he reached out across the night. And now, the night has answered. Oryx, Crota's father. He smells the blood of his son on your hands. We have slain his brood. We have murdered his son. And now the Taken King comes for us all. Ok, và mình muốn chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình tên là Nghĩa. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay tuột tự game mà mình đã bỏ lỡ trong một khoảng thời gian trước, đó chính là Destiny. Và cái khoảng thời gian lần này mình vẫn đang cố gắng muốn làm cho xong cái series này, tại mình còn đang bỏ lỡ từ cái DLC House of Wolves. Từ đó tới nay mình chưa quay thêm một tập nào nữa mà trên PS4 như thế này. Và mình nghĩ là mình sẽ những tập tiếp theo mình sẽ cố gắng quay nhiều về cái series game này hơn, tại vì chúng ta sẽ có Destiny 2 trong vẫn đang trên lịch trình ra mắt vào năm 2017 năm nay. Trong vẫn những ngày vừa qua thì Activision cũng đã nói về cái vấn đề này rồi, tại vì Destiny 2 vẫn đang trên đà phát triển và vẫn có lịch ra mắt dự kiến vẫn ra vào năm 2017 chứ không bị dời rồi, hay năm 2018. Cho nên mình vẫn mong là muốn sẽ có một trên channel mình sẽ phần Destiny 1, chúng ta sẽ có rất là nhiều về cái nội dung của tựa game này lên cho các bạn coi, vì đây là một trong những game rất là hay. Và sắp tới Destiny 2 sẽ ra trên PC nữa và nội dung vẫn sẽ bám chắc theo những gì về cái này. Nhưng cái đó thì mình sẽ có một số cái giả thuyết mà mình sẽ nói cho bạn nghe khi mà mình chơi qua cái DLC tiếp theo. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn DLC The Taken King. Đây là một trong những cái DLC lớn nhất của Destiny từ trước tới giờ. Nếu mà bạn nào nói DLC Rise of Iron là DLC cuối cùng, đó mới là DLC lớn nhất, thì các bạn có lẽ bạn phải nên chơi qua thử Destiny bạn mới biết thế nào. Tại vì theo nội dung mà nó đem lại thì Rise of Iron cũng chưa thể nào gọi là bằng The Taken King được. Và trong đây The Taken King đem cho người chơi còn thêm 3 cái subclass mới nữa. Vốn gì là con Hunter mình chưa có, nhưng mà những cái nhiệm vụ tiếp theo của The Taken King thì mình sẽ cho các bạn coi một trong những cái subclass của cái con mà mình đang chơi. Thì ví dụ như là con mình đang có 2 cái subclass là 2 cái Q-set kỹ năng và kỹ năng chính. Hiện tại mình chỉ có 2 cái thôi, tại mình chưa unlock cái bài bạn buộc phải làm những nhiệm vụ tiếp theo của The Taken King và làm nó thì bạn mới được những cái kill set đó. Thì một trong những kill set của The Taken King rất là hay, và mình sẽ cho bạn coi vào một lúc nữa. Cái nhiệm vụ tiếp theo mình sẽ cho bạn coi, thì lần này mình sẽ cố gắng mình quay tập này, mình quay hết cái The Taken King cho bạn coi luôn, và sau đó mình sẽ chuyển qua The Rise of Iron, và cuối cùng là mình chuyển sang mình làm nhiệm vụ Nightfall từng tuần. Tới lúc đó mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu tại sao Nightfall là như thế nào và tại sao mình phải làm nó mỗi tuần khác nhau, và những cái nội dung mà mình sẽ đem tới sau khi mình làm Nightfall về bắn multi này nọ, mình sẽ có cái này đăng nhiều hơn, ngoài cái việc là mình chỉ đăng Rainbow Six này nọ rồi một số game khác. Và tháng 3 sắp tới chúng ta sẽ còn có cả game Tom Clancy Ghost Recon Wildlands, và mình sẽ quay với người bạn của mình là Hiếu, và có thể là chúng ta sẽ có Bell nữa.
Và chúng có thể ba người cũng đủ team rồi, và có lẽ mình sẽ báo cho bạn về những ngày sắp tới ra mắt của những tựa game như thế. Và mình cũng mong là các bạn sẽ ủng hộ cái tập này và cũng như những cái clip mà mình sắp đăng sắp tới. Ok, để các bạn khỏi đợi lâu nữa, mình sẽ quay vô hẳn vấn đề luôn. Và cái nhiệm vụ tiếp theo chúng ta phải làm là nhiệm vụ đầu tiên của cái The Taken King, đó chính là nhiệm vụ The Coming War trên Phobos. Nói chung là mình level 40 thôi thì mấy cái nhiệm vụ như thế này thì cũng không quá là khó. I was born the moment the traveler died, as everything collapsed around us. Before that day, there had never been a ghost. There had never been a guardian. I don't know much about the traveler, but I know it made me to bring you back. And I spent a really, really long time searching for you. The Cosmodrome? Not the first place I looked. As I saw the other ghosts find their guardians, and the centuries went by, I wondered if I'd ever find you. And then, I did. I remember everything about the day I was born. I still bear the scars. The Awoken are my family now. And I am their queen. We fought to keep our beautiful creation safe. And now this beast has come, claiming to be king. Mara Sav bows to no one. You and I know how this ends. We've known since you escaped from that pit. The Awoken have played their part. This was all part of the plan. Guide them, my hidden friend.
It is all up to you now. Guardian, this is Commander Zavala. The Cabal base on Phobos is blasting a signal across all channels. They're willing to break transmission cycles. This could be a prelude to a full-scale assault. We're setting down on Phobos now. I'll be monitoring your feed, Ghost. Good luck to you both. Ok, và chúng ta đã vô tới nhiệm vụ chính. Chúng ta đã tới Phobos và phải tìm hiểu cái vấn đề gì mà đang có vấn đề ở đây. Và như bạn đã coi cái scene vừa rồi là chúng ta thấy là và có vẻ như nữ hoàng đã chết rồi, thì mình nghĩ là vậy. Lúc mà Oryx cầm cái kiếm và chưởng xuống là nguyên đám chết hết. Một chưởng, tại vì nữ hoàng dám dùng phép thuật chưởng vào nó hay sao, sao có tức quá nó chưởng lại cho phát gục luôn. Và có lẽ chúng ta sẽ không còn thấy nữ hoàng nữa. The Queen. Nữ hoàng đóng một cái vai trò rất là quan trọng và rất là lớn trong cái DLC House of Wolves. Nhưng mà tới DLC này thì có vẻ nhà phát hành hơi nhẫn tâm với nữ hoàng ha. Giờ nữ hoàng thì có vẻ The Queen's Wrath cũng không còn nữa. Sự nổi giận, sự nổi giận của nữ hoàng không còn nữa. Nhưng mà các bạn có thể vẫn có thể nâng cấp và nâng điểm cái đó, và bạn hãy tới cái khu vực Vatian Spot của là cái khu vực của người của Awoken á. Rồi các bạn nào mà coi cái series Destiny rồi cũng biết là trong cái game này lúc mà ta chọn nhân vật thì chúng ta có ba cái class chính mà các bạn có thể chọn, đó chính là con người Awoken với theo mình một cái loại giống Exo hay gì á, mình không nhớ nữa, là người máy. Thì có ba tộc người chính trong cái game này, các bạn hãy chọn và Awoken là một trong số đó. Và thì có lẽ như Awoken đã đóng vai trò rất là quan trọng rồi, và chúng giờ chỉ có thuộc về tùy thuộc vào chúng ta thôi, là liệu chúng ta có sống sót qua trở về được hay không. Đây là cái đầu của Oryx mà tôi sẽ chưa gặp anh chàng này đâu, tại nhiệm vụ này mình làm đi làm lại cũng 3-4 lần rồi. Cái cây súng mà mình đang cầm là trong cây súng mình khá là thích trong cái tựa game này, một trong những súng mình hay nói là khá đẹp, rất là đẹp. Trong tựa game này mình cũng khó khăn lắm mình mới unlock được. Wow, nó màu đỏ và nó còn bóc cái kia nữa, nhưng mà có lẽ mình chỉnh cái chế độ này nó không có bóc cái lửa lên như bạn thấy. Để lát mình chỉnh lại bình thường thì các bạn sẽ thấy nó rõ hơn nhiều. Đó các bạn, nếu mà để cái súng các bạn sẽ thấy ngay cái súng, thân súng nó sẽ bốc một cái tí gọi là lửa, nhưng mà cái này nó không thấy rõ lắm nếu mà bạn để yên cái xuống, còn nếu mà bạn nó lúc mà đang bắn thì bạn sẽ thấy rõ hơn nhiều. Boss này cũng không quá là khó, là cái nhiệm vụ này nó cái chú trọng không phải là con boss này cho lắm. Ok, và chúng ta còn một khoảng đằng sau nữa, cái coi hình như mình được một cây súng lục hả. Mình cũng ngộ là thấy bây giờ cái cấp đến nỗi cái cấp này nó vẫn còn rơi súng lục ra cho mình nữa. Để coi này được nhiêu ta. Chắc chắn là không cao đó. 140 dục. Cái này lâu lâu giờ mình chỉ có dùng để đập ra lấy đồ thôi, chứ giờ xài thì cũng không được nhiều. Đó các bạn, nếu mà để ý các bạn sẽ thấy lúc mà như bạn thấy là thấy, bây giờ là thấy rõ nhất luôn á, là nó sẽ có những cái vòng viền xung quanh bên ngoài mà nhìn rất là nổi. Và cái này chỉ kích được kích hoạt khi nào mà bạn nào nâng cấp full cái cây này thì nó mới có thôi, còn nếu mà bạn không nâng cấp full thì nó sẽ không có. Với lại là mình đang chơi class này mà mình đang đã nâng tier 11, tức là bạn sẽ thấy là mình nâng intellect discipline 5 năm hết, và cái này thì mình chỉ để 1 thôi. Và tại sao cái class hunter này mình lại sử dụng như này, mình sẽ giới thiệu cho bạn luôn. Tại vì nếu mà bạn nào nâng intellect á, thì nó sẽ làm giảm cái thời gian hồi supercharge, là ultimate skill á, cái skill cuối của bạn nhanh hơn bình thường. Thì nếu mà bạn nào lên tier 5, tức là bạn sẽ hồi chừng 4 phút là bạn sẽ được hồi một lần, thay vì 5 phút là maximum luôn. Là bạn sẽ thấy mình đang có thanh vàng kế bên, là coi như mình được share skill nhanh hơn bình thường, chỉ cần đợi 4 phút thôi chứ không cần phải đợi lâu. Còn discipline, kỷ luật thì bạn có thể
hồi lựu đạn nhanh hơn. Thì với cái Titan Remaster 5 á, thì các bạn sẽ hồi được lựu đạn trong vòng có 25 giây thôi, rất là nhanh. Còn Strength, tại do vốn dĩ con này nó không thích hợp với cái lối chơi mà sử dụng Strength. Strength chỉ là mà nó sẽ giúp các bạn hồi dao nhanh hơn, và cũng như là lựu đạn thì bạn chỉ cần tốn 25 giây là bạn đã có thể hồi được một quả ở lột hồi một cái cây cây dao rồi để các bạn thể chọi tiếp. Tuy nhiên thì nó không có hiệu quả cho lắm, tại cái con class này dao nó không có mạnh bằng những cái class khác, nhất là Warlock. Thì mình cũng có chơi một con Warlock và một Titan nữa. Lát mình sẽ quay Titan cho bạn coi, còn Warlock thì mình đã nghĩ là mình sẽ để khi nào bắn multi mình để, tại cái con đó khá là khó quay. Tại vì cái hướng chơi của mình là thích hợp với những con như là Hunter với Titan hơn. Titan là một trong những con mà phải nói là trong cái game này cái hướng chơi của nó rất là hay, và cái cách đánh nó mình rất là thích, nhất là những cái class như Sunbreaker mình sẽ lát cho bạn coi, nhất là cái skill cuối nó, ultimate skill nó rất là ngầu và nhìn nó rất là đã, dành cho những bạn nào có lối chơi kiểu như thích tấn công từ xa rồi thích đánh nhanh cũng gọn á. Thì con đó cũng y chang như con này, cũng nâng intellect và discipline luôn chứ không có nâng strength. Theo cái dân mình nghĩ là vậy, vì cái lối chơi của mình không thích hợp nâng strength lắm. Tuy nhiên thì Warlock thì lại khác. Warlock thì lại thích hợp với những bạn nào nâng vừa đủ từ cả strength lẫn cái em kia chết luôn. Nâng lẫn strength lẫn intellect luôn thì nó sẽ hay hơn nhiều. Đây, cái ultimate skill mình là Golden Gun. Là các bạn có thể khi mà bật skill lên bắn một phát là chết hết. Bạn khi mà bạn vô multi ấy, bạn sẽ thấy là con này nó chưởng một phát mà là một con lại sẽ có một người gục. Mà trong khi con này chưởng tối đa sẽ được 3 lần. Khá là ngầu. Hunter là một trong những cái class mình khá là thích và những cái con đầu tiên mà mình chơi từ game này. Và mình mong là Destiny 2 mà mình sẽ gắn bó với những cái class như thế này. Và video tại sao mình cho là The Second King là một trong cái DLC khá là lớn của tựa game này, tại vì theo cái thông báo của bên Activision á, có một lần thông báo là DLC của The Second King chưa hẳn là dừng tại đây, và do là cái lịch phát hành nó còn quá là sát với ngày còn đang phát triển, cho nên buộc là nó phải ra đúng ngày ra mắt, tức là nó còn bị cắt đi một số cái chưa có đáng lẽ ra phải có. Và theo cơ sở chính thức thì những người leak ra thông tin đó thì Destiny 2 sẽ tiếp tục với những cái gì còn sót lại sau cái The Second King. Tức là The Second King Oryx chưa hẳn là chết ngay lúc đó đâu, và thậm chí là các bạn, nhưng mà mình sẽ không quay tới King's Fall đó chính là một cái raid, một cái raid thì mình không thể nào quay một mình được. Và nó cũng không phải là thuộc lại nhiệm vụ chính nữa, cho nên mình sẽ chỉ quay nhiệm vụ chính thì nó chỉ dừng tới cái nhiệm vụ giết Oryx thôi. Và nhưng mà giết Oryx lúc đó cũng chưa hẳn là giết chết nữa. Chưa hẳn là giết chết đâu, tại vì nó cũng chỉ là chết ngay lúc đó thôi chứ chưa hẳn là chết, cho nên mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Zavala, we made it to our ship. We're heading home.
My contacts near Saturn say the weapon fired only once. It's not like the Queen to attack a superior force. How could she have known? How could anyone? We need a warlock inside the Dreadnought. Here we go. Our first priority must be to protect the city. Our Guardian got a good look on Phobos. Whatever it was, it turned Cabal against Cabal, wiped out their base in minutes. How long would we last? Until we understand what we're dealing with. They are taken. Eris, get your rock off my map. It hasn't spoken since Crota fell. It speaks now because Oryx has arrived. Come to fulfill the final covenant of his son. But why fight the Cabal? Not fighting. Taking. Controlling their will. So we focus on his army. Kill these Taken until he's all that's left. Whatever you kill, Oryx will replace. The Dreadnought then. How do we get past that weapon? Without ending up like the Awoken. I gotta go, see about a ship. Cade, our discussion is not yet concluded. Oh, I know. That's why I'm leaving. Ok, và mình vừa mới nhận được một nhiệm vụ có tên là A Ranger Lost. Và đây là một trong những nhiệm vụ sẽ cho mình một trong những cái super tiếp theo, những cái subclass tiếp theo. Đây là một những cái subclass khá là mạnh bên DLC The Taken King cho phép người chơi có thể sử dụng. Và các bạn thấy là nếu mà mình làm xong cái nhiệm vụ này, mình sẽ thấy nó sẽ cho mình một cái reward, cái phần thưởng đó chính là cái một cái Night Stalker, là cái class mới. Hiện tại mình chỉ có hai cái class đó chính là Gunslinger với Blade Dancer thôi. Và lát mình sẽ, nếu mà được thì mình sẽ quay một trong những cái con những con mà class khác, nó sẽ có những cái nhiệm vụ này đứng, nó giống như thế này nhưng mà nó là trong những cái skill set khác của những cái con đó, thì mình sẽ quay Sunbreaker tiếp theo cho bạn coi là nó mạnh như thế nào. Và nó cũng khá là đẹp như con này. Nó Stalker mình cũng chưa thử và lần này mình sẽ cố gắng mình unlock để cho bạn coi nó như thế nào. Và chúng ta phải làm một cái nhiệm vụ để unlock nó. Và đây là một nhiệm vụ rất là đặc trưng của The Taken King, khá là hay. A Ranger Lost, ok. What does it mean to be a hunter? I say it's all about where you belong. The warlocks have their libraries, titans have their walls. But hunters belong in the wilds. Out there, you want to live, you better have a quick shot or a sharp blade. A lot of us are loners, but that's not the only path. Some of us know the difference a fire team makes. Some of us, we touch the void, make it a part of us. And then we take a name, Night Stalker. Hunt from the shadows, pin them down, never let them see you coming. Okay, và chúng ta sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ để chúng ta có thể lấy được cái subclass tiếp theo, Night Stalker. Night Stalker, Stalker là kẻ đi theo, mà kiểu như là mà không biết mình hiểu cái từ đó nhưng mà mình không biết phải để sao trong tiếng Việt. Nó giờ Stalker giống như là đi theo bạn nhưng mà lén lút này nọ, kẻ lén lút nhưng mà trong đêm. Night Stalker lén lút đi theo bạn trong bóng tối. Night Stalker nghe người ta cũng hay chứ. Và các bạn nhìn dù nó sẽ khá là dài đối với những cái class như mình. Chúng ta sẽ tới đây tìm một cái thanh niên quá cố cầm Night Stalker và chúng ta sẽ lấy nó từ từ anh chàng đó. Ủa, tụi này có sniper luôn. Ui. Thì cho mình nhảy một phát qua tới đây được không? Cái con này mình có khả năng nhảy tới 3 lần luôn. Một trong những cái bird là một trong những cái chức năng mà cái skill set Gunslinger nó có nhảy lực 2 lần. Mình còn cái skill set nữa khác nữa là chính là Blade Dancer. Nó cầm dao nó múa rất là hay, đánh rất là ngầu nhưng mà bị cái là nó chỉ thích hợp với PvP thôi. Những còn đối đánh với quái nhưng những trường hợp như thế này thì mình nghĩ nó lại không hợp với cái khả năng mình đánh cho lắm, tại vì nó cũng hơi khá là khó chịu đối với một số người. Tại vì nó chỉ nhảy được có 2 lần thôi. Còn trong khi cái này bạn thấy là mình nhảy được tới 3 lần rồi.
Mình nghĩ chắc sẽ có con gì đó spawn ra ngay, nghi lắm. Ồ, sao trời nó tối thui lại vậy? Destroy the Vex. Ôi. Ây, sao mình lỡ té xuống dưới luôn. Ờ, hên quá, chỗ này nó không có cao lắm. Chứ là mình cũng đã làm mấy nhiệm vụ để unlock những cái con tiếp theo, những cái class tiếp theo của những cái hai cái class khác đó chính là Titan với Warlock, cho nên cái là mình không biết mình có quay lại được hay không. Nhưng mà nếu mà quay lại được thì mình sẽ tìm cách quay với bạn coi, tại vì cái khoảng cách mở nó unlock cái này nó sẽ cho bạn coi là con nó sử dụng super charge rất là nhiều và cái nó xem cái super charge nó đẹp như thế nào và đánh rất là hay. Điển hình như con Titan mình rất là thích, một trong những cái class mà mình thấy cái subclass Sunbreaker unlock được từ những nhiệm vụ của The Second King như thế này á, nó rất là hay và class đẹp nhất là trong những hai class chính của nó. Tại vì sau này mình sẽ quay PvP multi của cái class đó cho bạn coi, thì bạn thấy là cái hai cái skill set chính của nó khá là bị động, mình nghĩ là vậy và không hợp với mình cho lắm. Rồi từ lúc nó ra cái đó thì mình lại thích cái class nó nhiều hơn là mình chơi mấy con này, chơi những cái class thường, subclass thường. Thì cứ một, bạn biết là một class nó sẽ có ba cái skill set nhỏ, thì có thể nói là Sunbreaker là một trong những cái skill set hay nhất của Titan mà mình thấy và có lẽ là nhiều người thích sử dụng nhất. Còn Hunter thì hai cái skill set của nó khá là mạnh và rất là hữu dụng trong từng trường hợp, cho nên mình không nghĩ là Night Stalker sẽ thay đổi nhiều so với những cái này. Còn riêng là Titan thì có lẽ khá là dở trong cái việc đó. Titan cái một cái skill set chính của nó, skill set đầu tiên của nó là Defender, tức là phòng thủ. Ultimate skill của nó, skill cuối của nó chỉ là đơn thuần là một cái bong bóng để các bạn có thể nó chặn cho bất kỳ đạn hay gì, rồi skill của Attack đụng vào nó sẽ không bị phá vỡ, trừ những ultimate skill của những người khác thôi. Nhưng mà nó vẫn sẽ, cái nếu như bạn nào còn full một cái cây á thì nó sẽ không bị cái vấn đề. Còn nếu mà bạn đã mất một khoảng thời gian rồi á thì nếu mà đam của người ta cao hơn thì bạn vẫn chết như thường thôi, cho nên nó không hay lắm. Còn một cái nữa đó chính là cái con gì ta, còn một con nữa đó chính là cái class nữa là mình không nhớ cái tên. Striker thì vậy, Striker thì cái class chúng ta còn phải làm một nhiệm vụ khác, a Ranger Found. Ok, và có lẽ mình sẽ được lấy cái Night Stalker này tại đây, mong là vậy, nhanh thôi. Để chúng ta còn tiếp tục với nhiệm vụ chính, tại cái này cũng chỉ là nhiệm vụ phụ để các bạn unlock những cái subclass khá là mạnh, thế nào là mạnh nhất trong những cái cốt truyện chính từ lúc mới ra tới lúc mà DLC này ra. Và các bạn, nếu mà bạn nào bắn multi các bạn sẽ thấy mình sử dụng rất là nhiều, và cái này mình sẽ quay sớm cho bạn coi thôi. Nhưng mà mình vẫn đang ưu tiên cho xong cốt truyện cái đã, rồi để còn mình còn dư dả thời gian để mình làm quay cái Destiny. Và nếu mà ra Destiny 2 thì mình sẽ cố gắng mình quay nhiều hơn. Và như nãy mình cũng đã nói là cái Destiny 2 nó sẽ tiếp tục với cái khúc sau của The Second King, thì có lẽ mình sẽ mong là cái cốt truyện sẽ vẫn dài hơn, và mình nghĩ Oryx vẫn chưa có kết thúc đâu. Mặc dù là tới lúc mà đang quay như thế này mình vẫn chưa giết được Oryx, và thậm chí là cái The King's Fall bạn có giết Oryx thì cũng mình cũng không nghĩ là nó chết hẳn đâu. Cốt truyện vẫn còn dài lắm, và chúng ta cũng chỉ đang thấy là một cái bản cắt của nó trước khi mà nó ra mắt chính thức, và tức là vẫn còn nhiều lắm, cho nên cứ bình tĩnh, chúng ta còn rất nhiều cái để coi. Thì sau cái clip này mình sẽ chia, mình nghĩ là mình sẽ quay chia ra hai tập, thì nghĩ là vậy. Còn nếu mà mình cố gắng xong hết thì mình sẽ cố gắng nhanh. Đây Night Stalker, đây thanh niên đã gục rồi, đây chúng ta lấy cái cục tím tím ngay từ người của nó. Tevis is gone, but the light in his bow still burns. Won't stay lit forever. Make it your own. Yeah, I was there when you first picked up that bow. Okay, và chúng ta đã lấy được Night Stalker. Và bây giờ sẽ búp super charge hoài liên tục cho mình. Take them out, Guardian. Ồ, giờ super cho con này chỉ xài được một lần thôi sao? Ồ, khá là ngon chứ. Một con bé lên nhiễm nhưng mà con không có đam lan tỏa ha. Ồ, con này nó không có đam lan tỏa nha.
bắn một viên thôi mình cứ tưởng là bắn được nhiều lần. Ồ, nhìn đã chứ. Bây giờ nó búp super charge liên tục được cho mình xài. Quá trời luôn, đã vậy. Ồ, bắn từng thằng luôn hả trời. Nhưng mà được cái đó, nó bắn ra cái cục này nè. Một bé nè, ok hay. Còn hai nhỏ bị cái bắn sao có ít quá vậy. Mà nó dí thằng kia, nó dí luôn. Chứ không chỉ có đơn thuần là bắn không. Con này thì đam nó không có lan tỏa, nó không xài được nhiều lần ta. Nghĩa là chắc mình phải nâng cấp lên thì nó mới được xài được nhiều lần. Còn bây giờ tại mình đã từng thấy Night Stalker sử dụng rất là nhiều lần. Thay vì chỉ bắn có một cái và ít ra tối thiểu nó cũng bắn được 2-3 cái gì đó. Nhưng bị cái con này phải bật nhắm lên, nhắm đúng mục tiêu mới được. Chứ đó là mình tưởng con này là bắn lan tỏa, ít nhất cũng lan tỏa kiểu một phát là thằng nào đứng gần cũng chết luôn. Nhưng mà thật ra con này chỉ là nó dò địch xong rồi nó tự trưởng thôi. Ulti con này lúc mà nó bật lên nhìn ngầu quá ha. Nhìn cool phết đấy chứ. Lúc mà nó chết xong nó còn bắn thêm ra cái tia lửa nữa. Hay. Còn bé nào nữa không? Bất tử liền. Ra nữa nè. Có boss không? Thường mình nhớ là không có boss nhưng mà nó ra cũng khá là nhiều. Còn sao được cái là cái nhiệm vụ này á, lúc mà bạn chơi nó sẽ hồi liên tục cho bạn luôn. Nó hồi liên tục, nhất là những cái con như Sunbreaker và làm nhiệm vụ này rất là đã. Nó hồi liên tục và hồi rất là nhanh. Ê, bắn con, vẫn trúng. Nếu mà con này mà để bắn liên tục nhiều cây, ít nhất cũng được 2-3 phát một lần đó thì nó sẽ hay hơn nhiều. Cái bên này nó chắc xong rồi đó, chắc xong rồi nha. Chúng ta có cái class đó chính là Night Stalker đây. Night Stalker nãy bạn thấy là mình chỉ có hai cái class này thôi và chúng ta đã có class thứ ba đó chính là Night Stalker. Một trong những class của The Sleeping King khá là hay, máu rất là ít, hồi máu rất là chậm. Được cái bắn nhanh. Nhưng mà phải nâng từ từ lên, mình nghĩ là đâu rồi. Shadow Shot Showing Weakening. Nếu mà mình nâng cấp thì mình sẽ kẻ thù sẽ nổ khi mà bị giết. Increase range, bắn xa hơn. Ok, nó chỉ có vậy thôi. Đơn giản, dễ hiểu. Ok, và đây là một trong những nhiệm vụ tiếp theo để cho các bạn có thể unlock được một trong những cái subclass khá là mạnh của class Titan. Và đây có thể nói là một trong những subclass đẹp nhất mà mình từng thấy trong tựa game này. Hiện tại mình đã có một cái account mới Titan. Còn có Titan chính của mình thì mình đã cày khá là nhiều rồi, cho nên cái subclass giờ cũng khá là nhiều đồ chơi trong đó. Thì chúng ta có hai cái subclass đó chính là The Striker và Defender như nãy mình đã nói với các bạn rồi. Và chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ ở March of Fire để chúng ta có thể unlock được cái subclass đẹp nhất của cái tựa game này. Đó chính là Sunbreaker. Khá là hay. What does it mean to be a Titan? As a Titan, you are a part of the city in a way no warlock or hunter could understand. The dream of the city rests upon our shoulders. Then there are those that find a path outside our walls, those that take up with leaders they barely understand. So it has ever been with the Sunbreakers. The Hammer of Soul is a flame in the darkness, but fire burns without thought. It is time that fire came home to keep the city and her walls warm throughout the long night. A legion of Sunbreakers was spotted near khá là hay để kể một cái câu chuyện về nếu mình nâng tầm quan trọng của một con Titan lên và lỗi là mình nếu mà quay bên bên con Hunter các bạn cũng đã thấy mình quay nó cũng đã nói câu y chang vậy, bên Hunter nó cũng nói y chang luôn.
what it means to be a hunter, hoặc là nó đề nào, có ý nghĩa gì khi mà bạn là một titan ví dụ vậy. Thì đây là những subclass mà nâng tầm quan trọng của mỗi con này lên. Và Titan có một cái subclass phải nói là rất là đẹp và rất là mạnh. Và rất là thích, các bạn sẽ thấy, lát nữa các bạn sẽ thấy rõ là tại sao mình chơi con này rất là đẹp và mạnh. Tại nó chọi búa, chọi nghĩa chọi dùi cui vô mặt luôn. Là nào láo là ăn chưởng hết. Mình nhìn cái skill đó rất là ngầu. Ok, nhưng mà chúng ta phải làm xong cái khúc nhiệm vụ khúc này ra. Phải đi tìm cái người mà nãy làm mất cái gì đó đó. Rồi chúng ta mới lấy được cái búa đó về nhà, chúng ta mới sử dụng được. Và mình đang tạo cho nó cái account mới chỉ để quay cái cảnh này, tại vì một khi bạn đã unlock nó rồi, bạn không thể làm lại được. Và cũng hên đó là mình mua cái bản collection thì những cái account khác mình mới tạo thì đùng một phát có thể ăn một cái, sẽ tặng cho một cái Spot of Light lên thẳng level 25 luôn. Và lên thẳng level 25 thì vừa đủ cấp để các bạn có thể làm cái nhiệm vụ này. Explore the lab and dig gì đây. Mình cũng không nhớ nó nào đi đâu nhưng mà đã ở như trên cầu thang rồi. Hình như là vậy. Rồi, đó rồi. Wow. Con này còn do mình mới tạo nên còn khá là yếu. Chưa có nâng được cái gì hết. Và cũng chưa bắn gì, mình chưa về để quay một tí lại. Bốn gì bên cái chính mình cũng đã có 3 con Titan. Đã có 2 con Titan, một con Titan với một con Warlock rồi. Cho nên bên kia mình lại cày nhiều, có súng cối này nọ này nhiều hơn, cho nên mình không có cày bên con cạc cao mới này làm gì. Cho nên vẫn còn khá là yếu, chịu mình cũng về để quay cái cảnh đó thôi. Đông nhờ. Chúng ta phải đi giết mấy con Vex này chúng ta mới tiếp cận được cái Sunbreaker. Ok, mình nghĩ là chắc là tới đây là xong. Chúng ta phải làm, lát nữa chúng ta phải làm xong cái nhiệm vụ Burning Shrine nữa. Ồ, hết đạn luôn á ha. Nhanh thiệt. Ồ, hồi là đạn rồi. Mình đang mình sang cái súng lục này cái. Cái này là Special Weapon. Bắn cũng khá là được, nhìn giống như cái súng, mấy cái súng lục bây giờ người ta đang xài khá là nhiều. Supercharge, mấy con này như mình cũng đã nói rồi, cái Supercharge của con này khá là bình thường. Đây, không nên đập xuống cái bụp vậy thôi, đơn giản, dễ hiểu. Mà cũng không hay lắm, cho đến khi bạn cầm Sunbreaker thì bạn thấy những cái skill set con này nó không đẹp lắm. Tuy nhiên thì mỗi cái skill set nó sẽ một cái tầm quan trọng khác nhau đối với những trường hợp khác nhau. Thì không phải là cái skill set nào cũng dở và cái skill set nào cũng xấu và không có tác dụng. Nói chung là mình thấy nó đều có tầm quan trọng hết. Cho nên chỉ đơn thuần là bạn thích cái nào nó hợp với lối chơi của bạn hơn trong một số cái cách chơi nhất định thôi. Còn cái nào nó cũng có quan trọng, ví dụ như con này có cái skill bóng bóng nữa. Mà bóng bóng nó thích hợp, ví dụ như bạn khi mà bạn đi raid này nọ, kiểu những cái nhiệm vụ khó mà nhiều người và bạn muốn phải giúp cho đồng đội thì buộc bạn phải bật cái đó lên để nó đỡ đạn cho bạn, ví dụ vậy. Hoặc là multi thì bạn có thể sử dụng striker bay lên chửi vô phát rồi thì bạn cũng quất được nó thôi. Ủa, con mini boss nè. Không, nhưng mà thấy cái nhiệm vụ của hunter là nhiệm vụ dễ nhất để tiếp cận được cái cục đó, khá là dễ so với mình nhớ là nhiệm vụ mình làm cái nhiệm vụ cho con warlock là bạn đâu cần phải đánh boss đâu, còn này bạn buộc phải đánh boss nữa, khá là mệt. Warlock chỉ riêng mình thấy không? Ý là mình nói là chỉ có bỏ con Hunter là khá là dễ. Các bạn không cần phải đánh boss để bạn lấy được cái con cái cục đó. Đơn giản là nó bị thằng chỉ làm rơi các bạn được quyền lấy vậy thôi. Rồi cái con này mình máu chưa có trâu. Mà bắn rác quá. Đây là mình xử cái đám tùy tùng này cái này. Con này có cái shield bên ngoài để nó bảo vệ cho nó. Tính ra con này máu cũng không trâu lắm. Nhưng mà với cái súng càng của mình thì các bạn cũng phải tốn một khoảng thời gian ngắn. Ôi, nó gọi mini boss ra nữa kìa. Này, thằng này khá là khó chịu. Ui. Gặp con kia chơi nó trưởng cho phát nữa chứ. Các bạn rớt
bắn cái này có vẻ nhanh hơn á, đam gây nhiều hơn. Mình sẽ chừa super cho lại cho những con mini boss ra, chủ phải chết luôn. Mình sẽ tập trung vào, ôi trời cha, bắn con này. Sau đó sẽ tập trung vào bắn con này ra, mình sẽ tắt cái shield của nó. Wow, cô bé căng, rác quá. Ồ, nó chết rồi, nó chết rồi. Giờ chúng ta chỉ cần lại giải lấy đồ thôi. Đồ rồi. Đây, Titan, mấy con Titan này chết hết rồi. Nó mặc đồ của Trials. Nhìn cũng khá là ngầu chứ. Zavala, the Sunbreakers opened this gate to Mercury. I have the coordinates. Then plot a course. Find their forge, Guardian. If the city hopes to weather the oncoming darkness, we will need the flame it holds. Oh, lên level luôn. Powered by fire. Ok, đây là cái nhiệm vụ mà mình chuẩn bị lấy cái Hammer of Soul. Ok, the Burning Shrine là một nhiệm vụ sẽ cho bạn thấy cái ultimate skill của con này mạnh như thế nào và đã như thế nào. Cái cảm giác mà bạn chọi búa vô mặt người ta nó đã lắm. Nói gì vui vậy thôi, nhưng mà cũng không hẳn là ý là mình chọi búa này nọ kiểu, nhưng mà ý là nó rất là đã luôn á. Cái lúc mà bạn chơi cái này. Và bây giờ nó bắt mình phải khi mà mình lấy cái Sunbreaker, nó kêu là mình phải chứng minh là mình xứng đáng với cái skill set này. Restore power. Chúng ta lấy sức mạnh đây. Sức mạnh của lửa. Yeah baby. Đi lấy cái đã. Wow, đông vậy. Này nó đứng yên chứ xong cái giờ đứng dậy nó bắn. Mà lát hồi tới lúc mà bạn mặc skill lên thì mọi chuyện nó rất là bình thường. Ồ. Ok, đó. Giờ mình sẽ lấy Ghost này deploy cái là mình sẽ lấy được cái kill set mới cho con Titan. Yeah. Power zone, but the array needs to be aligned. Let's head outside. Chúng sẽ quay trở lại ra ngoài cái đã. Refocus the beam. Chúng ta chỉnh sáng lại. Làm sao cho nó vô cái đúng cái bục đằng sau này sẽ đúng hơn. Mình nghĩ là vậy. Mình không nhớ nhiệm vụ. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Và vô đây sẽ lấy cái ham of soul coi. Nhìn ngầu phết. Fire born of man. Fire of the light. Ask yourself. What power do you seek from the Forge, Guardian? Can you bring light to where only darkness survives? Okay, chúng ta đã lấy được cái skill set Sunbreaker. Ok, tới lúc thể hiện rồi. Ra đây mấy đứa. Here we go. Yeah baby. Chọi nè. Này rồi chọi vô cua vô mặt nè. Đó quá đã quá đã. Quá đã. Cái đó là những cái class mà multi mình rất là thích đánh. Tại cái skill set nó quá mạnh. Link của bên ai. Ồ có unlock trophy luôn. Và trong khi đó đam nó có lan tỏa nữa. Cho nên chữ một phát mấy đứa dính luôn. Giống như một đứa dính nữa. Đứng gần cũng chết luôn. Ồ, khá là đã đó. Đây là một trong những cái ạc phụ mình hồi đó mình cứ quay GTA 5. Và mình chơi trên ạc này khá là nhiều. Tuy nhiên thì giờ mình cũng ít đụng, mình càng chơi cái ạc chính của mình thôi. Cho nên các bạn sẽ thấy cái tên mình đặt là Yuki-chan này. Hồi đó mình chơi bên GTA 5 khá là nhiều. Và nào coi mình GTA 5 từ hồi những cái đầu thì mình sẽ thì sẽ để mình quay trên cái ạc này khá là nhiều về cái GTA 5. Nhưng mà giờ mình cũng ít chơi rồi. Đó hết trơn ta. Đi vô bên trong. Ồ, một đống bên đây luôn, không thèm bị ra luôn. Ồ. Ồ.
được cái là cái này như là nó nói là nó hồi rất là nhanh và bạn có thể xài thoải mái kim vụ này. Còn con này thì trưởng một phát là chết hết. Và cái con Titan chính của mình á, mình còn nâng cấp cái xài được nhiều cái búa nữa. Khi bạn lên những bạn nâng skill set lên cao hơn, nó sẽ xài được nhiều cái búa chọi nhiều hơn. Thậm chí là đam nó còn lan tỏa cao hơn nữa, xài rất là sướng. Lên multi đánh rất là ghiền. Khi mà khi bạn bật lên thì nó xài lâu nữa, tại do búa nhiều hơn bình thường. Mày có shield thì cũng chết với cái này thôi. Khi mà bạn bật cái này lên thì shield cũng như không. Thôi con kia bật shield là cũng dính. Không cần phải bắn làm gì, con này là quá đã. Chạy đâu. Ra hả mày, dính liền. Đợi cái hồi super cho đó. Đó. Chạy đâu. Màu tím hả mày, giáp một giáp nè con. Bắn nữa không. Ra nữa. Tụ tập đứng đông nè. Thích thể hiện không? Chọn một phát ngay đặt mặt nè. Quá đã. Con này quá đã. Một trong những skill set mình khá là thích. Vô. Chọi tiếp. Cái này mà đánh multi là các bạn thấy ghiền liền luôn. Rồi, các bạn hết rồi. A Sunbreaker does not answer to any. Ok. Và nhiệm vụ unlock cái skill set nó chỉ có vậy thôi. Khá là nhanh. Tức là mình sẽ quay Warlock sau. Và chúng ta sẽ bắt tiếp tục với nhiệm vụ của bên The Second King. Và mình vừa mới là nhận một nhiệm vụ về bên con Warlock. Đó chính là A Spark in Shadow. Đây là một những cái account tiếp theo mà mình tạo lại chỉ để quay cái nhiệm vụ này. Và như mà cô đã nói rồi, thì những nhiệm vụ này một khi đã làm rồi không có, chúng ta không có làm lại được, cho nên buộc mình phải tạo một cái account mới. Cũng hên là cho việc này cũng không khá là tốn nhiều thời gian để chúng ta có thể làm nhanh được, để tới cái đoạn này mình có thể đánh nhiệm vụ này. Và nhiệm vụ chúng ta phải làm đó chính là A Spark in Shadow. Làm xong nhiệm vụ này các bạn sẽ thấy mình được sẽ được tặng một cái subclass, đó chính là Stormcaller, là một những subclass mình gọi là cũng khá là ổn so với những bạn nào chơi Warlock. Hiện tại mình có hai class, đó chính là Voidwalker, nó có một cái skill là chọn mũ bom vô chỗ nào đông người nguyên đám chết hết đó. Sơn Singer thì skill này nó nghiêng về hút năng lượng của người khác và đồng thời là hồi sinh bản thân, chứ cũng không, nhưng mà tùy cho một số trường hợp nó lại khá là hữu dụng. Vừa như mình cũng đã nói lúc trước đó là class nào cũng có cái hữu dụng riêng của nó và tùy theo cái nhu cầu sử dụng và cách đánh của mọi người thôi. Ok, và mình sẽ làm nhiệm vụ này luôn. Để mình nghĩ là do là mình đã quay tới khúc này thì có lẽ là mình sẽ làm hai tập trong cái tập The Second King này. Là tập đầu tiên là gồm cái cốt truyện khối đầu tiên và ba cái cảnh. Mình unlock ba cái subclass mạnh nhất của cái game này để cho các bạn coi, tại vì cái cảnh này rất là ngầu và nó chỉ xuất hiện một lần cho một lần duy nhất khi mà các bạn làm nhiệm vụ này thôi. Tại vì vốn dĩ nó không có quay lại lần thứ hai, cho nên nếu mà nó quay lại lần thứ hai là mình cũng có thể quay cái clip đó lại và cho các bạn coi, nó dễ dàng hơn với cái ạc chính của mình. Nhưng mà tuy nhiên là do là nó không có quay lại được cho nên buộc mình phải tạo ạc cao mới. What does it mean to be a warlock? Power. Only warlocks understand true power. True power lies in knowledge, in understanding. Power channeled, not controlled. The storm is raw power. The trance is true understanding. Both are required. The Stormcaller then is both the question and the answer. And thus what it means to be a warlock. Cái gọi bảo cũng khá là hay, cái tên là đặt, nó đặt tên cũng hay chứ. Cái là cái mỗi cái vụ unlock này nó sẽ mỗi nơi khác nhau và nó sẽ liên quan tới cái subclass mà bạn chọn. Thì cái khu này là như một cái chỗ mà có điện đuốc này nọ cho bạn, là con này nó nghiêng về điện. Subclass này nó về bão tố, bạn chịu hồi may này nọ, điện giật khá là ả. Nhưng mà theo multi thì cái class này mình không có nghĩ là nó nghiêng về multi đánh hay được.
Và về cái Warlock thì mình nghĩ là nếu bạn nào chọn skill set mà đánh cho hay về Multi thì mình nghĩ là Nova Bomb, tức là skill set mình đang xài đây. Nova Bomb, nó chọi bom thế này đây, đó là ultimate skill của nó. Nó sẽ hay hơn khi mà bạn chưởng trong Multi. Có lần mình chơi Multi, mình chưởng một lần 5 thằng đứng chụm vô một chỗ, một phát chết hết 5 thằng. Cái cú đó cũng rất là hy hữu luôn các bạn, kiểu như là muốn chưởng một phát dẹp loạn một team luôn chỉ với một viên Nova Bomb. Thì skill set nó giống như với skill set Striker của thằng Titan vậy á. Tuy nhiên thì các bạn có thể chọi từ xa được. Tuy nhiên thì cái class này được cái là nó chưởng xa. Và nó cái quả cầu chọn cái kiểu như là cái lựu đạn nó cũng khá là ok. Nhưng mà khi mà chọi nó rơi khá là nhanh, cho nên buộc các bạn phải chọi cao cao lên một tí. Còn cái class này thì như lại lúc ban đầu mình có quay, mình có nói là mình qua nâng intellect discipline gì đó, thì cái con này thì nó lại nghiêng về discipline với strength nhiều hơn. Tại vì cái skill mà đánh tay của nó rất là mạnh, chưởng một lần hai cái tay lần và rất là tốt. Rồi nếu mà nào nâng cái đó nhiều thì bạn sẽ được hồi cái đó cực kỳ nhanh luôn và chưởng rất là đã. Con Warlock này được cái nó chưởng xa nữa, các bạn không cần phải đứng quá sát như Thunder hay gì đó, đứng miễn là đứng trong phạm vi mà gần, không cần quá gần, nó còn chưởng cũng trúng nữa, không như những con khác. Cho nên nó Warlock còn có lợi thế về chưởng xa rất là tốt hơn những con khác nhiều. Và thậm chí là game này cũng sắp ra trên Destiny 2 thì mình nghĩ là chắc sẽ còn có một số tương đồng chung với tựa game này. Tuy nhiên một con số có nhiều rất là nhiều giả thiết là có thể như mình có đã nói nãy là nó sẽ tiếp tục sâu với cái nội dung The Taken King. Tại vốn dĩ là The Taken King đã bị cắt ra rất nhiều, do vốn dĩ là do bận bịu ngày ra mắt cho nên buộc nó phải ra sớm, nó bị cắt rất là nhiều. Và theo nhà phát hành thì có lẽ là nó vẫn sẽ tiếp tục với nội dung của The Taken King. Tuy nhiên một số giả thuyết khác mình đang cũng đã nói với các bạn, đó chính là nó còn một số vấn đề khác, như là một số giả thuyết mình đọc trên mạng cũng khá là hay, đó chính là trái đất bị phá hủy, tức là cái nơi mà chúng ta đang ở tại Tower bị phá hủy. Vì vốn dĩ là các bạn có nghe một câu The Ghost, nếu mà bạn coi lại tập 1 mình walkthrough của Destiny thì chúng ta đang đếm từng ngày mà nó có thể sống sót được khi mà con Ghost nó nói vậy. Thì mình nghĩ là sẽ có một ngày có thể là Oryx hay ai đó hoặc là một cái đối thủ nào mạnh hơn các Oryx nữa, mình nghĩ là vậy. Vốn dĩ bạn coi cái cutscene đầu của The Taken King như nãy bạn cũng đã thấy rồi đó, Oryx rất là mạnh. Oryx là cái con mà như đầu bư á, hồi nãy nó chưởng phát rồi chết được Queen luôn á. Thì có lẽ là Oryx nắm quyền hoặc là một cái con gì đó mạnh hơn các Oryx vô đánh thì sao, mình nghĩ là vậy. Ví dụ cũng có thể xảy ra chứ, ai biết được. Thậm chí là mình nghĩ là nếu cái giả thuyết đó mình sẽ hay hơn, kiểu như là tại vì á cái gần đây nhất bên Destiny kêu là chúng ta không thể nào đem cái nhân vật cũ, đem nhân vật từ Destiny 1 sang Destiny 2. Đây cũng là cái sự đáng tiếc rất là to đối với cộng đồng những người chơi Destiny, hoặc kiểu như đem những cái con mà bạn đã có sẵn sang Destiny 2. Thì mình thấy cũng hay, tại vì nó thứ nhất là các bạn không cần, dành cho những người nào mới chơi người họ vẫn nắm bắt được, còn riêng những người nào đã chơi rồi thì cũng không sao. Còn vấn đề ở chỗ là nó đẩy tới một cái giả thuyết khác là do nó kêu là Destiny 2 sẽ không có đem nhân vật cũ lên tiếp tục nữa. Thì mình nghĩ là cái giả thuyết mà trái đất bị tiêu diệt, nó nghe nó cũng hợp lý. Trái đất bị tiêu diệt nghe nó cũng hợp lý, đủ để các bạn có thể có một cái nhân vật mới, một cái giống loài mới của Traveler Guardian. Các bạn là có thể là không còn, nhưng mà có thể là sẽ có một cái giống loài mới có thể giúp chúng ta đi lên, ví dụ vậy. Không phải là Guardian hay gì đó, cũng hay. Tại vì bên cái vừa rồi báo cáo doanh thu nó cũng đã báo cáo là một số vấn đề có thể liên quan tới Destiny 2 do chính Bungie nói luôn. Thì họ cũng có cái lý là Destiny 2 sẽ có nhiều cái cơ chế về tùy chỉnh về gương mặt hơn, râu hay tóc gì đó sẽ có nhiều cái tùy chỉnh về gương mặt hơn, cho nên có lẽ chúng ta sẽ cần thay vào đó. Hay vì vậy cho nên nó chúng ta không thể nào đem nó như một cũ lên được, cũng là một phần. Và thứ hai là chúng ta không thể nào tiếp tục được, cho nên có lẽ là việc mà mình cái giả thuyết mà giống loài mới thì nghe cũng khá là được, mình sẽ cũng rất là thích. Nhưng mà các bạn khỏi lo, thì nếu mà Destiny 2 ra thì chắc chắn mình sẽ mua 100% rồi đó, và nếu hơn thì có thể là mình sẽ có trước ngày ra mắt.
nếu lúc đầu kịp. Và để xem mình có quay không, tại đây là một trong tựa game mình khá là thích ngoài Rainbow Six ra. Và mình cũng rất là tâm huyết về tựa game này, mình chơi rất là nhiều. Và còn lâu nữa mới chúng ta mới thấy Destiny 2, nên cũng không có việc gì phải quay gấp gáp. Mình chơi khá là nhiều, và bạn nào muốn chơi với mình các bạn cứ add mình nghĩ X cái cùng với tên channel của mình luôn trên PSN, PlayStation Network á. Các bạn cứ add mình thì mình sẽ chơi với bạn thôi. Tuy nhiên thì mình cũng nói trước luôn là mình không chơi GTA 5, xin đừng mời GTA 5. Tại vì nếu mà mình có chơi GTA 5 thì mình cũng không có chơi trên PS4 nữa, là mình chỉ quay trên PC thôi. Thì mình cũng đang có dự định sẽ quay trở lại GTA 5. Tại vì mình thấy nhiều bạn yêu cầu video game này, nhưng mà giờ gần đây mình cũng khá là bận bịu một số công việc cho nên cũng chưa có thể nào quay được. Mình cũng mong là các bạn thông cảm và ráng đợi thêm một tí, tại vì mình không thể nào thấy cho người coi một cái chất, một cái video clip mà kiểu như là chất lượng tệ gì đó, hoặc kiểu như là nội dung nó không có đáp ứng được những nhu cầu người xem này họ. Cho nên mình cũng mong là mình cái lúc mà mình tập trung nhất về cái chuyên môn thì mình sẽ quay nó sẽ thích hợp hơn là chỉ là đơn giản quay một clip và quay một clip và mong là mọi người sẽ thích nó. Chí ít thì mình cũng phải tập trung về cái mặt nội dung nó như thế nào. Thì sắp tới thì mình đang vẫn còn đang nói chuyện với Thông, thì các bạn cũng đã biết rồi. Những người nào coi series GTA 5 thì mình, các bạn Thông với Huy, thì mình vẫn đang nói chuyện lại và bàn bạc rất là nhiều về Thông với Huy để xem là họ có quay chung không. Thì phần lớn là mình chắc chắn là có thể chắc chắn với các bạn là Thông chắc chắn sẽ quay tiếp chung với mình. Tuy nhiên Huy thì không có thể, Huy tại Huy dạo này rất là bận, đang học ở bên nước ngoài, cho nên không thể bắt ép người ta chơi được. Tuy nhiên thì mình vẫn sẽ cố. Thông thì chắc chắn là mình sẽ rủ chơi chung được, nhưng mà còn phải xem xét ngày giờ giấc, tại Thông cũng vẫn còn đang đi học ở bên nước ngoài Canada kiểu. Cho nên nếu mà anh em muốn chơi chung thì cũng phải xem xét giờ rất là nhiều. Và cho những bạn nào đã theo dõi mình rồi từ lâu thì mình cũng mong là các bạn thông cảm mình điều đó. Nếu bạn nào thích cái series GTA 5 thì mình mong là ngày hợp cho bạn trong những ngày sớm nhất có thể là ngày mai, tuần sau gì đó. Miễn là khi nào mà mình thấy hợp lý nhất về cái thời gian thì mình sẽ cố gắng up lên cho bạn coi. Để cho bạn khỏi phải đợi lâu, tại vì vốn gì mình cũng đang muốn rất muốn quay trở lại với GTA 5. Tuy nhiên thì mình nghĩ là cái theo cái thời buổi bây giờ thì GTA 5 cũng đang trong cái giai đoạn thì gọi là giai đoạn cuối của nó rồi. Tới lúc mà chúng ta không phải đợi GTA 6 ra thì nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng cái game đó thì cũng phải còn lâu lắm, tại vì GTA 5 giờ cũng đang chết dần, nhưng mà cũng không hẳn là dở. Muốn tuy nó càng lúc càng có nhiều cái hay chứ, nhưng mà để gắn bó dài lâu thì mình cũng đang không, mình cần một cái gì đó hay hơn nhiều, một cái kiểu như DLC nào đó thật sự là lớn đủ giữ sức người chơi lại. Đông vãi. Wow, đâu rồi? Đó là cái đó là những cái dự định sắp tới của mình. Và để coi là mình sẽ còn rất là nhiều game nữa, và mình cũng ráng quay sớm cho các bạn coi như thế nào. Và mình thì mình không muốn phải dở dang một cái game nào, đó là lý do tại sao mình đang quay cái series này cho xong luôn, tại vì mình còn đang thiếu tới hai cái DLC rồi. The Second King với Rise of Iron, sau đó thì mình sẽ quay Nightfall từng tập cho các bạn coi. Con này quánh hơi bị khó. Ý là mình không nói con tướng của mình mà là nói con boss. Quánh khá là mệt não đó. Còn mấy con này nó spawn xa quá. Rác quá. Ôi nó bắn gì rác vậy? Những cái chỗ như thế này chúng ta không thể nào hồi sinh được. Nói chung là mình giờ mình còn rất khá là nhiều dự định mà cũng mong là mình có thể hoàn thành nó sớm. Và sự giúp đỡ của các bạn cũng là cái động lực khá là lớn đối với mình. Nếu bạn nào thích cái video clip này, bạn hãy cho mình một cái like cực bự nhé. Và rất là cảm kích, và mình cũng mong là các bạn share video clip này để có mình càng thêm nhiều sub và nhiều người ủng hộ hơn cái hướng channel mình đi. Tức là không có giống như nhiều bạn nghĩ, và cũng kiểu như là không thích hợp với những người bạn coi, tại vì cái clip mà mình làm thì cũng có thể là ít người tiếp cận được với nó, tại vì game này cũng không phải game nào mà cũng người ta cũng có thể chơi được nhiều. Tuy nhiên thì cái cũng là cái hay của mình. Mình hướng tới những cái game như thế này tại vì mình cá nhân là mình thích nói, thứ hai là ít ai quay và chơi những tựa game này mặc dù nó rất là hay. Thứ ba nữa rồi cái tại vì những tựa game này nó theo một cái hướng chuyên nghiệp hơn nhiều.
Nhưng mà không có hẳn là mình nói những người khác không chơi những tựa game này không chuyên nghiệp. Tuy nhiên thì nó một câu chuyện nó cụ thể hơn, hay hơn. Ok, và chúng ta sẽ đi test cái skill set mới Stormcaller sau khi chúng ta unlock được cái nhiệm vụ đó, cái skill set đó, nhiệt điện cái kiểu gọi mây mưa bão tố gì đó. Rồi các bạn lát các bạn sẽ thấy rõ. Skill set này thì mình nghĩ là thích hợp với PvE nhiều hơn là PvP đấu với người. Đấu với người thì mình thấy cũng tùy lúc lắm. Nhưng mà được cái là nếu bạn chửi người ta một phát là người ta cũng chết luôn. Con này cũng khá là ổn. Không quá tệ mà cũng không quá khó để xài. Bên đặc chính của mình thì mình cày con này lên cũng gần 390 rồi. Và vẫn đang cố gắng cày lên 400 đây. 400 là max. Mediation, chúng ta phải chạy vô cái chỗ mà kích điện. Chúng ta mới kích được điện. Cũng hay, tại bên Sunbreaker thì các bạn cũng có thấy rồi đó. Là các bạn phải chứng minh cho con kia nó chứng minh cho ánh sáng The Forge. Bên The Forge giống như là một cái chỉ như mình có phải nói sao rèn thợ rèn là bạn xứng đáng với cái vũ khí mà cái búa đã rèn được cho chúng ta, và chúng ta phải biết cách cầm nó sao cho đúng và đánh được người ta thì mới hay. Thì đó cũng là một cái lý do, thì lúc đó bạn mới chứng minh là bạn xứng đáng với cái búa đó. Thì cái này cũng vậy thôi. Cái này khó đi lên ta. Warlock là cái con này mình rất là ghét cái chỗ là nó bay nhảy của nó khá là khó chịu. Nó không có hoạt bát đã như cái con Titan. Còn con Hunter thì nó cũng khá là ok về cái việc bay nhảy, nhưng mà nó chỉ đơn thuần nó nhảy từng cái, từng bạn có thể nhảy nhiều hơn bình thường thôi. Ở khi nào bạn rớt xuống còn con kia kiểu như nó phóng giống như là có cái exo sau lưng vậy đó. Nó phóng lên, còn chứ không phải nó nhảy như con Hunter. Cho nên Hunter thì nó dễ nhưng mà ý là nó không hay, nó không có gì đặc sắc hết. Còn con Titan thì nó chỉ nó phóng một phát lên tới kia luôn. Nó nhưng mà phóng nhanh này nọ kiểu cũng hay. Phóng bấm các bạn điều khiển dễ, còn con này nó phóng cũng được thôi nhưng mà nó khá là khó điều khiển. Nếu như con nào chưa unlock mấy cái cách nhảy mới của nó thì mình thấy cũng khá là khó điều khiển. Con này được cái hệ thống skill set cũng khá là ngon. Nhất là Nova Bomb đỡ hơn Striker của bên Titan nhiều. Nhưng mà khi Titan đã có cái Sunbreaker hồi nãy bạn đã thấy đó, thì nó khá là OB cho Multi. Multi đánh cái đó rất là đã. Chúng ta chuẩn bị được unlock skill. Chuẩn bị thôi, chúng ta còn phải qua cái chỗ kia nữa. Cái con này khoái bột siêu ta. Ôi hết đạn luôn. Thôi là mình còn cái súng lục á. Một lát nữa mình đâu cần đạn đâu. Unlock cho mấy đứa. Induction đây, chuẩn bị unlock đây. Yeah baby. And become one. You will either rise a storm caller or not at all. Vào chỗ này em ta. Rồi, nó đi hướng nào mình không nhớ đó. Nhớ là có cái cây cục điện. À đây cái cây này đây. Ok, và chúng ta đã được test Stormcaller đây. Giờ nó sẽ búp, chúng ta búp Supercharge cực nhanh luôn. Để chúng ta test. Xài liên tục để kiếm quái để mình búp. Đây, chúng ta đã bật con này thì nó tự động nó tìm mục tiêu giống như Soldier 76 vậy á. Trong Overwatch thì các bạn nào có chơi thì mình nghĩ là các bạn nào cũng biết cái tựa game đó rồi. Thì nó tự tìm, các bạn chỉ cần bấm đè cái này là các bạn có thể bơm quốc thằng nào đứng gần là quốc hết.
Yo, con này trong multi các bạn chỉ cần chưởng một phát, một chỉ còn một cái dính nhẹ là chết hết, và nó đi trong cái đứa nào mà đứng cản đường là nó là chết hết, không có nhiều. Con này nó mạnh vô đó, tuy nhiên thì nó chỉ gây đam tạm thời thôi. Cái là một cái chưởng của nó có thể khiến cho một người, một con Titan mà cực mạnh đó thì có thể mất khoảng nửa cái máu và nó, nhưng mà nó chưởng liên tục vài hồi bạn cũng chết liên, chết lẹ lắm, khó đỡ lắm. Những thằng nào cực kỳ mạnh thì nó còn nó chưởng phát chết luôn rồi, rồi các bạn không kịp đỡ luôn. Multi nó cũng có cái hay, con này cũng có cái hay. Nhưng mà nếu mà mình xài, mình sẽ xài Nova Bomb, cái chiêu mà vốn dĩ mình trước giờ mình đang hay xài. Nãy các bạn cũng đã thấy cái chiêu chính với cái con chính là nãy mình xài đơn giản là chọn một quả bom, nhưng mà nếu mà bạn đã biết cách chọn, chọn đúng một phát là có thể dính được nhiều người. Nếu mà lướt trong phạm vi gần là dính hết, tại nó đam nó lan tỏa mà. Mà được cái con này nó dễ tạo cái Orb of Light. Tức là nếu mà bạn đang cần Orb of Light cho đồng đội đúng không, các bạn chỉ cần bước nó lên, bạn giết càng nhiều càng tốt, nó thả Orb of Light rất là nhiều. Tức là cái cục ánh sáng đó, các bạn thấy mình chưởng hai ba đứa là được hai cục rồi. Chưởng càng nhiều các bạn thấy nó tạo càng nhiều, khá là nhiều. Ui ui đâu rồi, tôi phải giết hết đống này đó, khá là đã. Con này mỗi lần mình thích những cái game này chỗ là các bạn khi bạn bấm super nó đã lắm, cái cảm giác nó feel lắm, nhất là con Sunbreaker. Ủa, mission complete rồi hả? Mình chưa giết hết nữa mà. Ok, đó rồi, chúng ta đã hết rồi đó. Và có lẽ mình sẽ tạm dừng ngay tại đây. Và hẹn gặp các bạn trong những tập tiếp theo của The Second King. Tại vì tới đây kết thúc rồi, là mình sẽ để một cái tập này chỉ là để unlock những cái subclass khá là mạnh và những cái gì mình khá là thích trong cái khúc này. Đây cũng là khúc đặc biệt, khá là riêng của cái tựa game này. Và còn cốt truyện chúng ta sẽ tiếp tục với tập 2 của The Second King nhé các bạn. Và hẹn gặp các bạn trong những tập tiếp theo. Bye bye.